Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin ngày 21 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa 14. Hàng không trong nước tăng cường kết nối quốc tế để thích ứng với thị trường hàng không ngày càng năng động. Xu hướng thi chứng chỉ quốc tế ngày càng phổ biến cho thấy một sự thay đổi trong mục tiêu và phương thức học tập của học sinh Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, ngày 21 tháng 10, Quốc hội chính thức khai mạc kỳ họp thứ 8 khóa 14, một kỳ họp có thời gian dài kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ với nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng sẽ dành thời gian cho công tác giám sát tối cao và xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Xã hội 9 tháng đầu năm. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, đồng thời xem xét quyết định về đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2025. Phát triển trong khu vực, Quốc hội sẽ nghiên cứu, phân tích, thảo luận kỹ lưỡng nhằm đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp có căn cứ, có cơ sở khoa học, phù hợp với tình hình thế giới và trong nước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, tiếp tục chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân, kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước và góp phần tích cực xây dựng môi trường hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực, nâng cao vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế. Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo kết quả về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Đáng lưu ý, trong dự toán ngân sách nhà nước trình Quốc hội xem xét, Chính phủ dự kiến năm 2020 tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng một tháng lên 1.600.000 đồng một tháng. Trong báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cử tri tin tưởng và đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, không dừng, không nghỉ, không có vùng cấm. Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, báo cáo của Ban Dân nguyện Quốc hội về kết quả giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội cho thấy các bộ trưởng đã quan tâm, chú trọng đến công tác tiếp công dân, đã trực tiếp công dân định kỳ. Tại thành phố Hà Nội, một số đoạn tuyến thuộc đường gom Đại lộ Thăng Long sẽ được cải tạo mặt đường, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Cụ thể là với đường gom bên trái sẽ sửa chữa cải tạo mặt đường tại khu vực hầm chui đường sắt, đoạn cầu vượt đường tỉnh 419. Với đường gom bên phải, sửa chữa cải tạo mặt đường tại khu vực hầm chui đường sắt, khu vực hầm chui dân sinh số 3. Thời gian cải tạo được thực hiện từ nay đến năm sau. Cùng với cải tạo mặt đường, dự án còn hoàn thiện hệ thống sơn kẻ, biển báo giao thông đồng bộ trên tuyến theo quy chuẩn kỹ thuật của quốc gia. Tăng cường kết nối quốc tế để thích ứng với thị trường hàng không ngày càng năng động, đó là hướng đi mà nhiều hãng hàng không trong nước đang phát triển. Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện hơn, nó còn thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường hàng không Việt Nam hiện có sự tham gia của 5 hãng hàng không trong nước và hơn 70 hãng hàng không quốc tế. Việt Nam, Cộng hòa Séc sẽ là đường bay quốc tế mới nhất của hãng bay nội địa non trẻ này. Chỉ sau vài tháng chính thức cất cánh, hãng bay này đã thực hiện kết nối quốc tế bằng các chuyến bay thuê từ các nước và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản. Hàng không là ngành rất đặc thù, nên để kết nối quốc tế buộc phải vượt qua nhiều yêu cầu khắt khe về an toàn bay.
Việc nhập các máy bay thân rộng sẽ giúp có những bước tiến để phát triển ra các thị trường quốc tế. Mở các đường bay thương mại như châu Âu và Mỹ thì Bamboo phải đạt được tiêu chuẩn về chất lượng dịch vụ, sự an toàn. Đầu tháng 10, chúng tôi đã nhận được chứng chỉ an toàn hàng đầu là cơ sở để được cấp phép bay đến châu Âu và Mỹ. Thêm nhiều hãng bay mới với tiêu chuẩn chất lượng cao hơn là bước trưởng thành của các hãng hàng không Việt Nam để vươn ra thị trường quốc tế. Mạng đường bay của hàng không Việt Nam đã vươn tới 28 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu như cách đây hơn 10 năm, chúng ta chỉ có 25 đường bay nội địa và 54 đường bay quốc tế, thì giờ đây là gần 60 đường bay nội địa và hơn 138 đường bay quốc tế. Có sự chuẩn bị khá là tốt trong việc chuẩn bị nguồn lực, bao gồm nguồn lực là phương tiện, đó là tàu bay, và thứ hai là nguồn nhân lực, đó là phi công, thợ máy, rồi kể cả cán bộ quản lý điều hành. Đấy là một cái rất quan trọng, chúng ta chú ý đến chất lượng dịch vụ. Và các hãng không mới được cấp giấy phép thì cũng nhanh chóng bắt nhịp được vào cái quá trình đó. Tuy nhiên, kết nối quốc tế cũng có nghĩa cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Trong sân chơi này, các hãng hàng không Việt Nam phải có cách để thuyết phục khách hàng, nhất là khách hàng thường xuyên phải di chuyển. 2 tháng đầu tiên mình đi Bamboo là tuyệt đối mình không bị delay bất cứ một phút nào. Hiện trung bình tại Việt Nam chỉ có 1,9 máy bay trên 1 triệu dân, trong khi các nước xung quanh tỷ lệ này gấp từ 2 đến 5 lần. Việt Nam hiện đã hội nhập sâu rộng, vì vậy phát triển thêm nhiều hãng bay mới, chất lượng cao sẽ giúp kết nối Việt Nam với thế giới nhiều hơn, hiệu quả hơn. Thực hiện mục tiêu chỉnh trang phát triển đô thị, thời gian qua tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp trên nhiều lĩnh vực. Và một trong những công việc quan trọng là đưa mạng lưới điện cao áp và trung áp xuống ngầm dưới lòng đất. Sau một thời gian triển khai, việc ngầm hóa lưới điện đã cho thấy những hiệu quả tích cực trong việc xây dựng mỹ quan thành phố du lịch và đang được ngành điện tỉnh Khánh Hòa nỗ lực mở rộng. Tại nhiều khu đô thị mới ở thành phố Nha Trang, không còn bóng dáng của những đường dây điện nổi chằng chịt, vắt vẻo trên các trụ điện, mà thay vào đó là một không gian thoáng đãng, khang trang. Không chỉ góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, mà với nhiều người dân, việc lưới điện được ngầm hóa cũng giúp cho nỗi lo về tai nạn điện, sự cố điện trong mùa mưa vơi đi nhiều. Hệ thống nổi là nó nằm ở trên không, thì khi mà bão tới thì sức gió của bão nó làm ngã trụ, rồi cây đổ vô thì ảnh hưởng, rồi hệ thống điện rơi xuống đất thì nó rất là nguy hiểm. Còn hệ thống ngầm này đi ở dưới đất nên sẽ rất an toàn. Những kết quả tích cực từ việc ngầm hóa lưới điện là điều dễ dàng nhận thấy. Tuy nhiên, để ngầm hóa toàn bộ lưới điện ở thành phố du lịch Nha Trang là một việc làm không dễ. Khối lượng lớn, phạm vi rộng, chưa kể việc đầu tư cáp ngầm cần một nguồn kinh phí rất lớn. Việc quản lý vận hành cũng yêu cầu những thiết bị, những công nghệ phức tạp hơn. Do đó, ngoài các khu đô thị mới, hiện nay việc ngầm hóa lưới điện đang được Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đối với những xuất tuyến đã được vận hành lâu nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, nhất là trong mùa mưa bão đã cận kề. Cái đường mà dọc phố lớn thì điện lực sẽ chủ trương hạ ngầm. Thứ hai là những điểm mà không có hành lang lưới hoặc là hành lang chật hẹp như đường hẻm, cấp điện cho các cái khu dân cư mà trong hẻm thì điện lực cũng thực hiện cái chương trình hạ ngầm. Để làm được cái này tốt thì ngoài cái việc kinh phí thì nó liên quan tới cái việc quy hoạch của thành phố. Như là nó phải đồng bộ với các cái hạ tầng khác như là cấp nước, thoát nước, viễn thông, đường xá. Hệ thống lưới điện ở một số khu vực được đánh giá là mất mỹ quan đô thị, mất an toàn cho người tham gia giao thông cũng như gây khó cho việc vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng. Do đó, việc nỗ lực mở rộng ngầm hóa lưới điện là yêu cầu cần thiết để phát triển đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố du lịch Nha Trang văn minh, an toàn và hiện đại. Theo số liệu của cơ quan thống kê Mỹ cho thấy khoảng 27.000 người trong độ tuổi 25 đến 39 đã rời khỏi các thành phố lớn như New York, San Francisco và Houston năm 2018. Điểm đến của họ là các thành phố ít đắt đỏ và nhiều cây xanh hơn. Còn tại Việt Nam, xu hướng này chưa thành một trào lưu, nhưng việc ngày càng có nhiều người dân chi tiền để mua căn nhà thứ hai ở ngoại ô hoặc các tỉnh lân cận cũng đang có xu hướng tăng. Gia đình anh Hà vốn sinh sống tại Hà Nội. Gần đây anh đã bỏ ra khoảng 2 tỷ đồng để mua một căn nhà nghỉ dưỡng ở tỉnh Hòa Bình. Cuối tuần, gia đình anh vẫn cùng nhau về nghỉ ngơi. Đầu tư vào đấy thì ngoài những ngày được nghỉ dưỡng bình thường mà rất thuận lợi, là chúng tôi còn những ngày không nghỉ dưỡng thì chúng tôi có thể là cho thuê lại và được thu lại một khoản thu nhập tương đối. Theo thống kê, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Vendo Hà Nội
có nguồn khách lên tới 25 đến 30 triệu lượt một năm. Nhưng vùng xung quanh Hà Nội, từ Ninh Bình đến Mai Châu, chưa có đầy 1.600 phòng nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản. Thực tế cho thấy, nhiều khu nghỉ dưỡng sinh thái ngay gần Hà Nội luôn cháy phòng vào cuối tuần hoặc các dịp lễ Tết. Đây nó cũng sẽ là một cái tiềm năng rất là tốt để có thể những cái nhà đầu tư sau đấy họ cũng sẽ yên tâm. Họ có thể tiếp tục phát triển, phát huy đầu tư được những cái khu du lịch sinh thái có đủ chất lượng. Hà Nội hiện nay đang mở rộng vùng đô thị và phía Tây đang được đầu tư một cách trọng tâm với chuỗi đô thị Hòa Lạc, Xuân Tây và Xuân Mai là ba đô thị vệ tinh trọng điểm. Trong đấy thì đô thị Hòa Lạc đang là đô thị vệ tinh được đầu tư rất là mạnh. Và từ đô thị Hòa Lạc nó ảnh hưởng đến vùng như Hòa Bình hay là vùng phía Nam nó sẽ mạnh mẽ hơn. Đó là lý do vì sao Hòa Bình hiện nay bất động sản đang tăng trưởng với tốc độ cao. Bất động sản ngoại ô cũng hấp dẫn khách hàng vì mức giá phù hợp. Nếu với chỉ 2 đến 3 tỷ đồng, nhà đầu tư chỉ mua được một căn hộ chung cư tầm trung tại Hà Nội, thì cũng với số tiền ấy, họ có thể mua được một căn nhà hoàn thiện đủ nội thất ở ngoại ô với cảnh quan rộng rãi. Sau đây là những thông tin nổi bật trên các trang báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Báo điện tử Dhaka Tribune của Bangladesh đã đưa tin về cuộc gặp của Thủ tướng nước này với Đại sứ Việt Nam Trần Văn Khoa trong ngày 20 tháng 10. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Bangladesh cho biết nước này cần tăng cường thương mại với Việt Nam hơn nữa để cải thiện vị thế của hai nước. Việt Nam là đất nước có dân số đông và có tiếng nói trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Việt Nam cũng có vị trí đặc biệt trong trái tim của người dân Bangladesh khi cả hai quốc gia đã đấu tranh cho độc lập của mình trước đây. Về phần mình, Đại sứ Trần Đăng Khoa cho rằng trong 3 năm vừa qua, với vai trò là đại sứ Việt Nam tại Bangladesh, ông đã chứng kiến sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hai nước và hy vọng giao thương giữa Việt Nam và Bangladesh có thể đạt con số 1 tỷ đô la Mỹ trong tương lai gần. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan Trung Quốc mới đây đã công bố danh sách gồm 665 doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào thị trường Trung Quốc. Danh sách các doanh nghiệp này do cơ quan quản lý phía Việt Nam phê duyệt và chủ động cung cấp cho Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Các doanh nghiệp nằm trong danh sách cần phải cam kết tuân thủ luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc. Bài báo cũng cho hay, một số trang thông tin điện tử của nước bạn cũng bình luận khá tích cực khi cho rằng kể từ khi phía Trung Quốc và Việt Nam thực hiện nghiêm các hoạt động thương mại song phương qua biên giới, thì đến nay hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ngày càng thích ứng với các tiêu chuẩn của Trung Quốc. Báo điện tử Vietjour đưa tin, một số người Việt Nam đến Nhật tính riêng trong tháng 9 vừa qua đã đạt 38.300 người, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản, tính từ đầu năm, con số này là 376.000 người, tăng hơn 29%. Trong 9 tháng năm 2019, Việt Nam đứng đầu trong số 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có lượng khách đến Nhật Bản đạt mức tăng trưởng cao nhất. Một số lý do thúc đẩy du khách Việt Nam tới Nhật được Vietjour đưa ra là việc xúc tiến các chiến dịch quảng bá sản phẩm du lịch của các công ty du lịch hai nước, cũng như sự thuận tiện về di chuyển bằng đường hàng không giữa Việt Nam và Nhật Bản hiện nay. Hội An trở thành điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2019. Đây là thông tin đăng tải trên báo điện tử Thế giới và Việt Nam. Giải thưởng cao quý này đã được trao cho đô thị cổ Hội An tại lễ trao giải WTA lần thứ 26 khu vực châu Á và châu Đại Dương diễn ra tuần qua tại Phú Quốc. Trong nhiều năm trở lại đây, thương hiệu Hội An ngày càng được biết đến nhiều hơn khi nhiều lần lọt vào top dẫn đầu các cuộc bình chọn giải thưởng của các tổ chức khoa học, du lịch, văn hóa uy tín trên thế giới. Có thể kể đến vị trí đứng đầu danh sách 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới do tạp chí du lịch Travel and Leisure của Mỹ bình chọn năm 2019, hay ngày 16 tháng 7 vừa qua, hình ảnh chùa cầu của Hội An được Google vinh danh trên trang chủ bằng những nét vẽ do họa sĩ Santi Jigger thể hiện trên Google Doodle. Trong phần tiếp theo của bản tin, xu hướng thi chứng chỉ quốc tế ngày càng phổ biến cho thấy một sự thay đổi trong mục tiêu và phương thức học tập của học sinh Việt Nam. Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam tại Pháp, chương trình giới thiệu những món ăn Việt gắn liền với từng vùng miền khác nhau. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một hình thức thi học kỳ mới được áp dụng tại một số trường, đó là thi trên điện thoại thông minh hoặc là máy tính. Thi xong là có kết quả ngay.
Nghe thì có vẻ không hợp lý vì sử dụng điện thoại trong lúc làm bài thi. Tuy nhiên, các nhà trường có cách riêng để quản lý và nhiều học sinh rất hứng thú với việc thi mới này. Còn giáo viên cũng bớt đi áp lực chấm bài. Ngoại trừ môn ngữ văn thi tự luận, tất cả các môn thi giữa học kỳ 1 của trường Trung học Phổ thông Trần Hữu Trang, quận 5 đều tổ chức thi trên điện thoại. Trước giờ thi, mỗi học sinh sẽ đăng nhập vào phần mềm. Học sinh không được thoát ra ngoài phần mềm trong lúc làm bài thi. Thông qua tài khoản cá nhân, mỗi bạn sẽ nhận được một mã đề thi khác nhau. Khi làm bài, các học sinh sẽ tính toán làm bài trên giấy nháp, rồi chọn đáp án trên điện thoại. Kết thúc bài thi, học sinh sẽ có điểm ngay. Chỉ cần điện thoại, sạc dự phòng và một tờ giấy nháp với tờ giấy là mình có thể làm bài được. Cách đây 9 năm em đến thi bình thường trên giấy và em sẽ trải nghiệm một cái mới trên một cái app đó và em sẽ bắt đầu sắp tới cho kỳ thi đại học. Để thực hiện cái đợt kiểm tra lần này thì trước khi tổ chức thì tập huấn cho các em làm quen với giao diện phần mềm và cũng đã có tổ chức cho các em những bài thi nhỏ để cho các em trải nghiệm cái phần mềm. Ngoài trường Trần Hữu Trang, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du cũng thí điểm hình thức kiểm tra này cho học sinh khối 12. Công bằng, hiện đại, giải phóng sức lao động là những ưu điểm mà thầy trò cảm nhận rõ nhất sau 3 năm áp dụng. Nhà trường là không bị tốn giấy thi, không tốn công sức in và ra đề của thầy cô cũng rất nhẹ nhàng. Vừa thi xong học sinh biết điểm thì cái điều đó nó phản ánh tính trung thực, khách quan chứ không đợi chờ giống như một các kỳ thi mà mình về phải mười mấy ngày sau để mình chấm. Phương pháp thi này như một làn gió mới được thổi vào kỳ thi ở mỗi trường, bước đầu ghi nhận được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, theo đại diện của các trường, để hình thức thi này hiệu quả hơn, mỗi trường cần phải đầu tư nhiều cho hệ thống đường truyền Internet, cấu hình máy tính để giảm thiểu tình trạng treo máy, quá tải khi cùng một lúc nhiều học sinh làm bài thi. SAT, TOEFL hay là IELTS, trong những năm gần đây thì số lượng học sinh Việt Nam tham gia các kỳ thi chứng chỉ quốc tế này đang tăng nhanh. Điều này cho thấy một sự thay đổi trong mối quan tâm, mục tiêu và phương thức học tập của học sinh, đặc biệt là ở những thành phố lớn của Việt Nam. Phóng sự sau đây sẽ cho quý vị thấy rõ hơn sự dịch chuyển này. Trường Trung học Phổ thông chuyên ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Những năm gần đây, số lượng học sinh thi chứng chỉ quốc tế của trường này ngày một tăng lên. Thông thường thì tỷ lệ tầm khoảng 50-60% các em tập trung vào cái việc là thi lấy các chứng chỉ quốc tế để đi du học ở nước ngoài. Tuy nhiên là số lượng mà không chỉ dừng lại ở đấy, các em ở học đại học trong nước thì các em vẫn có cái nhu cầu để tuyển thẳng vào một số các trường đại học trong nước. Để tham gia các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế, đòi hỏi các học sinh phải đầu tư nhiều thời gian và công sức, nhưng hầu hết các em vẫn rất quyết tâm. Bọn em sẽ tập trung hết sức có thể ở trên lớp để giảm thời gian học bài ở trên lớp ở nhà. Và cái thời gian ở nhà bọn em có thể dành nhiều hơn cho các cái việc ôn tập cho chứng chỉ ạ. Nếu trước đây, học sinh lấy chứng chỉ quốc tế chủ yếu để chuẩn bị cho việc du học, thì hiện nay, mục tiêu của các em đã đa dạng hơn. Do các chứng chỉ này đều có lộ trình kiểm tra năng lực từ thấp lên cao, nên nhiều gia đình đầu tư cho con học và thi ngay từ bậc tiểu học. Một minh chứng rất rõ là số lượng học sinh tiểu học tham gia thi chứng chỉ TOEFL Primary trong vòng 8 năm qua đã tăng lên nhanh chóng. Vòng thi miễn phí luôn thu hút hàng chục nghìn thí sinh trên toàn quốc tham gia. Ý thức của phụ huynh học sinh đầu tư cho con học tiếng Anh từ rất sớm. Và một cái điểm quan trọng nữa là phụ huynh, các chuyên gia giáo dục, người ta đã đánh giá cao cái vai trò của cái việc đánh giá chất lượng bằng các cái tiêu chuẩn quốc tế để thấy được thực chất hiệu quả của việc học tiếng Anh cũng như là cái chất lượng giảng dạy tiếng Anh. Tham gia những cuộc thi như thế, các em sẽ nhìn lại cái việc khả năng học tập của mình, từ đó giúp cho kể cả các giáo viên thấy được là cái hiệu quả của quá trình giảng dạy của mình, thay đổi cái cách tiếp cận trong việc giảng dạy. Các chuyên gia đánh giá đây là xu thế tất yếu, tích cực và sẽ tác động ngược trở lại vào quá trình dạy, học, thi cử của các nhà trường, đặc biệt là đối với các môn toán, khoa học và ngoại ngữ trong những năm tới. Từ nay đến cuối năm, thì các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi sẽ cần tuyển hơn 8.700 lao động. Các khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp V-Ship Quảng Ngãi đang tuyển dụng nhiều vị trí khác nhau với chế độ, chính sách, lương thưởng hấp dẫn. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có nhiều giải pháp để tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động, đặc biệt là triển khai việc ký kết đặt hàng đào tạo nghề, cung ứng nguồn nhân lực theo yêu cầu của các đơn vị doanh nghiệp.
tạp chí kiến trúc nổi tiếng hàng đầu thế giới về thiết kế kiến trúc nội thất Design vừa chính thức công bố giải thưởng thường niên để ghi nhận những công trình kiến trúc mới ấn tượng nhất đến từ nhiều quốc gia. Trong số các công trình đạt giải năm nay, có tới 2 giải thưởng đã thuộc về các công trình của Việt Nam. Trong số 4.500 bài thi đến từ 87 quốc gia trên thế giới, công ty kiến trúc Võ Trọng Nghĩa là công ty kiến trúc Việt Nam duy nhất giành chiến thắng tại 2 hạng mục. Công trình Học viện Viettel đã giành chiến thắng ở hạng mục công trình cộng đồng với kiến trúc hiện đại xây dựng bằng gạch trần lớn nhất Việt Nam. Công trình nổi bật với vật liệu địa phương, đặc trưng của Việt Nam nhưng vẫn mang nét hiện đại, sang trọng và thân thiện với môi trường. Trong khi đó, công trình Stepping Park House đã giành giải nhì tại hạng mục nhà thành thị với thiết kế mang không gian xanh đưa vào không gian sống hiện đại, sử dụng thiết kế tự nhiên ấn tượng. Tại Ngày ẩm thực Việt Nam vừa được tổ chức tại thành phố Perpignan, Cộng hòa Pháp, chương trình đã giới thiệu những món ăn Việt Nam gắn liền với từng vùng miền khác nhau, đặc biệt là các địa danh nằm trong danh sách di sản ba miền. Đây là một trong các hoạt động ngoại giao đa phương giới thiệu về đất nước, di sản và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Phóng viên Nguyễn Mỹ Linh đưa tin từ sự kiện. Liền trong hai ngày 17 và 18 tháng 10, nhiều hoạt động để giới thiệu về văn hóa ẩm thực Việt Nam đã được Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức. Đến dự sự kiện là các quan chức của tỉnh, những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch và đặc biệt là các học viên của trường du lịch và nấu ăn tỉnh Occitanie. Để cho người ta khám phá Việt Nam, mình có nhiều phương thế về nhà, về văn hóa, nhưng mà ẩm thực là một đặc sản quý báu của Việt Nam. Những cái sự mà trao đổi giữa những người quốc tế, tất cả đều hiểu, không cần biết tiếng của ngoại quốc mà mình có thể gặp nhau qua chén cơm, qua tô phở, qua một tách trà. Thành ra cái việc ẩm thực nó là một cái cầu nối rất là quý báu. Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam lần này đã khá mới mẻ trong cách tiếp cận công chúng Pháp bằng việc giới thiệu những món ăn Việt Nam gắn liền với các địa danh có di sản. Bên cạnh đó là những hoạt động giao lưu, giới thiệu về đất nước và văn hóa ẩm thực Việt Nam với công chúng trẻ của Pháp. Chúng tôi muốn, thông qua sự kiện này, muốn những người khách đến tham dự, những người khách mà chúng tôi rất chọn lọc đến và sẽ nhìn thấy ở đây một đất nước Việt Nam vừa truyền thống nhưng vừa sáng tạo và hiện đại, bắt kịp với sự phát triển của quốc tế. Ngày khám phá ẩm thực Việt Nam đã để lại dấu ấn tốt đẹp tại thành phố Perpignan. Những món ăn của ba miền Bắc Trung Nam đã trở thành cầu nối để giới thiệu về đất nước, di sản và con người Việt Nam với người dân Pháp. Bên cạnh việc giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua ẩm thực, thì việc giao lưu giữa các đầu bếp Việt Nam với các học viên của trường du lịch và khách sạn cũng như các đầu bếp Pháp tại thành phố Perpignan đã khiến cho ngày khám phá ẩm thực Việt Nam tại đây trở thành một sự kiện đáng nhớ và được nhắc tới trên nhiều các mặt báo của địa phương. Nguyễn Mỹ Linh, phóng viên của truyền hình Việt Nam đưa tin từ Cộng hòa Pháp. Và phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem lại chương trình trên website vtv4.vtv.vn hoặc là kênh YouTube VTV4 Go, ứng dụng di động VTV Go. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.